Dán liên tiếp cho các em với chuyên đề 2, tỷ số lượng giác của một góc nhọn. Vậy tỷ số lượng giác của một góc nhọn là cái gì? Hãy bạn xem ở cái bài tập số 1 này nhé bạn. Cho tam giác ABC có góc B bằng 50 độ, nghĩa là cho tam giác ABC vuông tại A đó bạn. Nè, thấy quá à. Vuông tại A. Tỷ số lượng giác chỉ áp dụng trong tam giác vuông thôi các bạn. Vuông tại A có góc B bằng 50 độ. Như vậy đầu tiên các bạn vẽ góc 50 độ trước đã. Vẽ một cái cạnh. Vẽ góc 50 độ. Các bạn đặt âm của thước nữa bạn. Trùng những cái điểm này. Đó. Để bạn đếm qua 50 độ. Đến 50 độ này. Chấm. Đây cô đặt thước lại cho bạn nhìn nè. Âm của thước nó trùng với cái đỉnh của góc. Rồi. Cái đường thẳng này bằng trùng với vạch số 0. Đếm qua 50 độ. Vậy vẽ góc này là 50 độ. Góc B. Sau đó bạn vẽ tam giác vuông. Đặt thước vuông góc nữa bạn. Vẽ xuống. Một cạnh nó trùng nè. Vuông góc xuống. Đó, này vuông ngoài A. Là C. Rồi. Bây giờ viết tỷ các tỷ số lượng giác của góc 50 độ. Tỷ số lượng giác, tỷ số lượng giác là gồm có 4 tỷ số lượng giác này các bạn. Nhất là sin. Thì mình đọc là sin của góc 50 độ. Trong trường hợp này là bằng sin của góc B đó các bạn. Sin góc B. Rồi, tiếp theo là tỷ số lượng giác tiếp theo là cosin của góc 50 độ. Sẽ bằng là cosin góc B. Tỷ số tiếp là tan 50 độ. Tan 50 độ sẽ bằng tan của góc B. Tiếp theo là cotan 50 độ sẽ bằng là cotan của góc B. Nhớ bạn. Tỷ số lượng giác của một góc nhọn là gồm có 4 tỷ số: sin, cosin, tan, cotan. Nhớ bạn. Trong trường hợp là sin của góc 50 độ, cosin của góc 50 độ, tan 50 độ, cotan của góc 50 độ. Như vậy người ta định nghĩa rằng nè bạn, sin là bằng cạnh đối trên cạnh huyền. Cosin là bằng cạnh kề trên cạnh huyền. Tan là bằng cạnh đối trên cạnh kề. Cotan là bằng cạnh kề trên cạnh đối. Nhớ bạn. Hay là nhớ mẹo là học sinh, cái này sin là học sinh đi học. Cô của học sinh là không có đi học nữa là không học. Tan học đoàn kết. Cô tan kết đoàn. Học sinh đi học. Cô của học sinh thì không học. Tan học đoàn kết. Cô tan kết đoàn. Như vậy trong trường hợp này mấy bạn phải xác định cạnh đối, cạnh quyền, cạnh kề của cái góc B này. Vậy đầu tiên vô là mấy bạn xác định cạnh quyền trước. Mấy bạn che góc vuông lại. Đây là cạnh huyền. Nhớ bạn. Che góc B này lại. Đây là cạnh đối. Còn lại là cạnh kề. Nhớ bạn. Đó, che góc vuông này lại là cạnh huyền. Che này lại là cạnh đối, còn lại là cạnh kề. Vậy là sin, sin góc B là bằng đối. Đối của mình là gì? AC. Trên huyền là BC. Cosin là kề, kề là AB nữa bạn. Trên huyền là BC. Huyền là BC. Tan góc B là bằng đối là AC nè. Đối là AC, kề là AB nè. Cotan là bằng kề, kề là AB nè. Trên đối là AC nè. Đó là tỷ số lượng giác. Giờ qua câu số 2.
cho tam giác ABC vuông tại C. Vậy giác tam giác vuông các bạn. Cho tam giác ABC vuông tại C. AC bằng 1,2. AC bằng 1,2 mét. BC bằng 0,9. Do là 1,2 lớn hơn 1,9 cho nên cạnh AC lớn hơn. Đây là A nhé bạn. AC. Còn này là BC. Đó. Tính các tỷ số lượng giác của góc B. Rồi từ đó suy ra tỷ số lượng giác của góc A. Góc B nữa bạn. Tính các tỷ số. Các bạn lưu ý. Ở trên đây là đề bài yêu cầu là viết. Viết thì mình chỉ viết ra thôi. Nhớ bạn. Còn đây là đề bài yêu cầu tính. Tính có nghĩa là mình có số liệu. Mình tính ra số luôn. Vậy đầu tiên là mình phải tính cạnh AB đã. AB là cạnh huyền. Thì AB sẽ bằng căn bậc 2 của CB bình. Cộng cho CA bình. Nhớ bạn. Là bằng 0,9 bình cộng cho 1,2 bình. Các bạn bấm máy tính này ra được là 1,5. Bấm là căn bậc 2. Căn bậc 2 của 0,9 mũ 2. Cộng cho 1,2 mũ 2. Chuyển sang số phân. Chuyển sang số phân nữa bạn. Đây là chuyển là nút này là chuyển sang số phân nè. Là 1,5. Như vậy là AB bằng 1,5. Rồi bây giờ tính các tỷ số lượng giác của góc B. Thì tỷ số lượng giác của góc B gồm có 4 tỷ số mấy bạn. Sin, cosin, tan, cotan. Nhớ bạn, đọc đây là sin. Tỷ số lượng giác của góc B thì gồm có 4 tỷ số, đó là sin góc B nè, tan cosin góc B nè, tan góc B nè, cotan góc B. Nhớ bạn, sin góc B là bằng cạnh đối trên cạnh quyền. Như vậy mình phải xác định đối quyền kề của góc này. Như vậy là mình che góc vuông lại là cạnh đối nè, ở cạnh quyền nè. Che góc B này lại là cạnh đối nè. Còn lại đây là cạnh kề nè. Che góc vuông lại là cạnh quyền. Che góc B này lại là cạnh đối, còn lại là cạnh kề. Như là sin góc B là sẽ bằng đối trên huyền. Sin là bằng đối trên huyền. Đối của mình là AC nè. Huyền là AB nè. Như vậy là AC là 1,2 nè. AB là 1,5 nè. Nhớ bạn. Học sinh là đi học đó bạn. Sin là học sinh đi học. Đi có nghĩa là sin là bằng đối trên huyền. Đối là AC nè. Huyền là AB nè. Thế vô 1,2 trên 1,5. Bạn bấm máy tính ra là 0,8. Hai góc B và A là hai góc cộng lại bằng 100 bằng 90 độ. Tại vì góc C là 90, tổng ba góc trong một tam giác bằng 180. Hai góc này cộng lại là bằng 90. Vậy hai góc cộng lại mà bằng 90 thì sin của góc B sẽ bằng cosin của góc A. Vậy sin góc B là 0,8 thì cosin góc A cũng là 0,8. Tương tự như vậy. Cosin góc B. Cosin là cô học sinh, cosin này không học. Các bạn, cosin là cô của học sinh là không học, có nghĩa là bằng kề trên huyền đó, không là kề nè. Trên huyền. Như kề của mình là BC nè các bạn, trên huyền là AB. Nhớ bạn, BC là 0,9. BA là 1,5, bấm máy tính là 0,6. Như nãy cô nói là tổng ba góc trong một tam giác là bằng 180. Lúc này 90 rồi thì góc B cộng góc A là 90. Là hai góc phụ nhau. Thì sin của góc B sẽ bằng cosin của góc A. Mà cosin góc B thì bằng sin của góc A. Thì sin góc A là 0,6 luôn. Tiếp tục. Tan góc B. Tan là bằng đối trên kề. Vậy đối của mình nữa bạn. Đối của mình là AC. Kề là BC. Nhớ bạn. AC là 1,2.
BC là 0,9, bấm máy tính là 4 phần 3. Nãy cô nói rồi, góc B cộng góc A là hai góc phụ nhau. Cho nên tan góc B sẽ bằng cô tan góc A, là bằng 4 phần 3 luôn. Cô tan góc B là nó ngược lại như cái này nè bạn, nghịch đảo đó. Nghĩa là này AC trên BC, thì cô tan của nó là BC trên AC. Đúng không? BC trên AC là bằng 0,9 trên 1,2. Bấm máy tính ra là bằng 3 phần 4. Vậy cô tan góc B sẽ bằng là tan góc A các bạn, bằng 3 phần 4. Có nghĩa là hai góc mà cộng lại bằng 90 độ, hay còn gọi là hai góc phụ nhau. Thì sin góc B sẽ bằng cosin góc A, cosin góc B sẽ bằng sin góc A, tan góc B sẽ bằng cotan góc A, cotan góc B sẽ bằng tan góc A nhé bạn. Rồi tiếp, cho tam giác ABC có một góc bằng 50 độ. Vậy mình vẽ góc 50 độ trước. Vẽ góc 50 độ. Đây cô đặt nước lại nè bạn. Đây là góc 50 độ. Nhé bạn. Sau đó mình vẽ góc vuông xuống. Rồi, bôi những cái dư đi. Vuông nè bạn. Mình đặt đây là A đi. Góc này 50 độ nè. Đây là B. Đây là C. Cạnh huyền có độ dài là 5. Cạnh huyền là cạnh BC nè bạn. Hãy tính độ dài của cạnh đối diện với góc 50 độ. Như vậy nè bạn, che góc vuông lại là cạnh huyền nè. Che góc này lại là cạnh đối của nó nè. Còn lại là cạnh kề. Đó. Như vậy muốn tính cạnh đối, tính cạnh đối của góc 50 độ là tính cạnh huyền nè, tính tính cạnh AC nè bạn nha. Như vậy mấy bạn phải viết cái tỷ số lượng giác của nó ra. Thì có bốn cái tỷ số lượng giác, đó là sin nè, góc B nè, cosin góc B nè, sin góc B. Học sinh là đi học đó bạn, học sinh là đi học nè, là bằng đối trên huyền. Đối của mình là AC nè, trên huyền là BC nè. Cosin góc B, cosin góc B, cô của học sinh là không học nè, không học là AB nè, không là AB nè, kề đó bạn, K là kề nè, huyền nè là BC nè. Tan góc B, tan là đoàn học, tan học là đoàn kết, như là đối, đối là AC nè, trên kề là AB nè, nhớ bạn. Cô tan góc B là ngược lại là AB trên AC nha, AB trên AC. Vậy nhiệm vụ của mình là đi tính AC. Tính AC nè bạn. Mà biết BC. Biết BC này, như vậy mình sử dụng là sin. Sin của góc B. Sin góc B là bằng AC trên BC. Vậy bây giờ mình tính AC nè bạn. Thì chia BC này chuyển qua thành nhân BC. Nhân BC có nghĩa là BC nhân sin của góc B. Mà BC là đề bài cho là bằng 5 nè bạn. Sin góc B là sin của 50 độ. Giờ mình bấm máy tính là 5 nhân cho sin 50 độ. 5 sin 50 độ. Phím độ là phím này nè bạn. Đóng ngoặc lại bằng. Vậy cô thiếu dấu nhân nè bạn. Mình phải bấm dấu nhân bằng. À, máy tính này nó bị lỗi các bạn. Bấm shift 93 bằng bằng. Thì đóng bấm lại nè. Shift, khi máy tính bị lỗi nữa các bạn bấm shift 93 hai dấu bằng liên tục. Vậy mình lấy là 5 nè. Sin 50 độ. Đóng ngoặc lại bằng 3,83. Như vậy là mình ở phía sau số 8 là số 3. Như vậy nhỏ hơn 5, vậy mình lấy xấp xỉ là 3,8. 3,8 cm nhé bạn. Câu số 4. Viết các tỷ số sau thành các tỷ số của các góc nhỏ hơn 60 độ. Nhỏ hơn góc 60 độ. Có nghĩa là sin
40 độ sẽ bằng cosin, sin sẽ bằng cosin nhé bạn. Nha, sin sẽ bằng cosin. Như vậy là hai góc mà phụ nhau thì sin sẽ bằng cosin. Cho nên mình để trống đây nữa bạn là bằng 90, 40. 40 cộng cho bao nhiêu để bằng 90? Thì đây là bằng 50 nữa bạn. 50, như vậy là sin của 40 độ sẽ bằng cosin 50 độ. Được chưa? Để tiếp tục cosin của 50 độ 27 phút. Cosin sẽ bằng sin nhé bạn. Mình phải để trống. Bây giờ là 50 độ 27 phút cộng với một cái góc nào đó mà bằng 90 độ. Tại vì hai góc mà phụ nhau có nghĩa là hai góc cộng là 90 độ đó. Thì sin sẽ bằng cosin. Vậy lúc này mình chỉ cần lấy máy tính bấm này 90 độ là phím này nữa bạn. Độ là phím này. Là phím này nè. Trừ cho 50 độ phím này luôn. 27 phút, phút cũng là phím này luôn nhé bạn. Này luôn. Bằng là 39 độ 33 phút. 39 độ 33 phút. Vậy mình điền đây là 39 độ 33 phút. Tiếp theo, tan góc 60 độ. Tan sẽ bằng cô tan nhé bạn. Như vậy là 60 độ cộng để trống sẽ bằng 90 độ. Vậy 60 độ cộng với 30 độ nhé bạn. Cái này là dễ nhẩm, mình nhẩm luôn. Con này cô tan 70 độ 11 phút. Thì bạn cô tan sẽ bằng tan nè bạn. Mình để trống đây. 70 độ 11 phút cộng bỏ trống luôn bằng 90 độ. Vậy mình chỉ cần lấy 90 độ trừ cho 70 độ 11 phút bằng là 19 độ 49 phút. 19 độ 49 phút. 19 độ 49 phút. Phút là dấu phẩy nha bạn. Nè. Hay con số 5. Giải tam giác ABC. Giải tam giác vuông ABC biết góc A bằng 90 độ, AC bằng 5 cm. Góc C bằng 55 độ. Như vậy trước hết là mấy bạn vẽ góc 55 độ trước đã. Vẽ góc 55 độ. Đếm nè bạn, 0, 10, 20, 30, 40, 55 nằm đây. Đó, mình vẽ. Vẽ xuống đây cũng được nè bạn. Đó. Sau đó mấy bạn vẽ vuông góc. Vẽ vuông góc. Đây 55 độ nè bạn. Đây là góc C. Đây là góc A. Góc B. Bôi cái dư ra đi mà. Giải tam giác vuông là mình đi tính độ dài các cạnh chưa biết và số đo các góc chưa biết của tam giác đó. Nhé bạn. Như vậy đây nè bạn. Mình biết góc A này, góc vuông là 90 độ rồi, góc B là góc C là 55 độ rồi. Chỉ còn góc B thôi bạn. Thấy không? Thì góc này 90 rồi, hai góc cộng này lại là sắp bằng, tại vì tổng ba góc trong tam giác là 180. Góc này 90 rồi, thì hai góc này cộng lại 90. Vậy góc B sẽ bằng 90 trừ cho góc C là 90 trừ cho 55 độ là 35 độ. Sau đó mấy bạn để bài cho biết AC là 5 nè. Sau đó mấy bạn xác định đối quyền kề. Đối quyền nghĩa là mình che góc vuông lại là quyền nè, che góc C này lại là đối nè, còn lại là kề nè. Đó. Rồi bây giờ mình viết các cái tỷ số lượng giác nè bạn. Đầu tiên là mình viết sin của góc C. Sin là học sinh là đi học, đi là AB nè, học là BC nè. Cosin, cô của học sinh là không không học, không là kề nè,
AC nè, học là Huyền là BC nè, tan học tan gốc C là bằng đoàn kết, đoàn là AB nè, kết là AC nè. Vậy mình dựa vào, bây giờ mình ghi vô nè, mình ghi vô nè, AC là bằng mấy? AC là bằng 5 nè, AC là 5 nè, AC là 5 nè. Vậy mình lấy cái tỷ số lượng giác này để mình tính BC, mình lấy cái tỷ số lượng giác này là mình tính AB, vậy là mình tính được cạnh hai cạnh còn lại của tam giác nhé bạn. Như là cosine gốc C sẽ bằng là AC, AC nhé bạn, AC này là AC, AC trên BC. Vậy BC nữa bạn, BC muốn tính BC, BC chuyển lên đây thì cosine chuyển xuống, hai này đổi chỗ cho nhau nhé bạn, hai này đổi chỗ nhau, vậy BC sẽ bằng AC chia cho cosine gốc C. Mà AC là bằng 5 nữa bạn, AC là 5, cosine gốc C là cosine của 55 độ. Vậy mấy bạn bấm này, 5 chia cho cosine 55 độ, 5 chia cho cosine của 55 độ bằng 8,71. 8,717, phía sau số 7 là số 2 nên giữ nguyên số 7, 8,717 cm. Tiếp tục với bạn sử dụng tỷ số lượng giác này nè, tan gốc C bằng AB trên AC, AB trên AC, để chúng ta tính AB. Đó, tính AB thì chỉ cần chuyển cái này chia AC, chuyển qua đang thành nhân AC các bạn nhé bạn. Như vậy là sẽ nhân AC, AC nhân cho tan gốc C nhé bạn, bằng 5, AC là 5 nè, tan gốc C là tan 55 độ. Vậy 5 nhân tan 55 độ, 5 tan, phím tan nữa bạn, 55 độ bằng 7,140. Phía sau số 0 là số 7 nên ta cộng 1 vô, vậy là 7,145. 7,1, xin lỗi, 7,141 nhé bạn. Đây là số 0 cho nên mình cộng 1 vô là 1, 7,141 nhé bạn. Tại phía sau số 0 là số 7 nè, bắt đầu từ 5 trở lên chúng ta cộng 1 vô nhé bạn. Rồi như vậy là chúng ta đã giải các tam giác vuông xong nhé bạn. Rồi qua câu số 6. Giải tam giác ABC, biết AC bằng 5, tam giác ABC vuông ngoại A câu này hay nằm trong đề tuyển sinh lắm nha các bạn. Vuông ngoại A có AC bằng 5, AC bằng 5, BC là bằng 12. Như nãy cô nói rồi, giải tam giác vuông là tính độ dài các cạnh chưa biết, các góc chưa biết của tam giác đó. Như vậy mình có AC là 12, AB là 5. Như vậy mình sẽ tính được cạnh huyền nhờ áp dụng định lý Pythagore. Các bạn, thì BC là cạnh huyền sẽ bằng căn bậc 2 của AB bình cộng cho AC bình là bằng 5 bình cộng 12 bình. Nhớ bạn, 5 bình cộng 12 bình. BC là cạnh huyền cho nên BC sẽ bằng căn bậc 2 của AB mũ 2 cộng cho AC mũ 2, nghĩa là bằng 5 mũ 2 cộng với 12 mũ 2. Bạn bấm nút tính ra căn bậc 2 của 5 mũ 2 cộng 12 mũ 2 là bằng 13 nhé bạn, 13. Rồi bây giờ mình đi tính góc nào chứ cũng được các bạn, tính góc B chứ cũng được mà góc C chứ cũng được. Bây giờ mình tính góc B đi, tính góc B đây là cạnh huyền rồi nè, che góc vuông lại là cạnh huyền, che góc này lại là cạnh đối, còn lại là cạnh kề. Vậy là sin góc B, sin là học sinh, học sinh đi học, đi học là đối trên huyền nữa bạn, đối là AC nè, huyền là BC nè. Vậy AC là bằng 5 nè, rồi AC là bằng 12 nhé, AC là 5 nhé bạn, BC là 13.
Như vậy bây giờ nhiệm vụ của mình là biết sin của góc B là bằng 5 phần 13. Vậy mình tính góc B. Vậy mình bấm máy tính để bạn. Sin góc B bằng 5 phần 13 thì tính góc B bằng cách là bấm nè. Bấm máy tính nè. Shift. Bấm phím sin. Rồi bấm tiếp 5 phần 13. 5 phần 13. Bấm dấu bằng. Như vậy ra được là 22,6198 độ. Ra được cái này là độ nè bạn. Vậy mình lấy xấp xỉ nè, 22, 22 mà phía sau. Số 6 này là bắt đầu từ 5 trở lên. 6 là bắt đầu từ 5 trở lên là cộng 1, rồi ra là xấp xỉ 23 độ. Xấp xỉ là 23 độ. 23 độ. Mà góc C á, tam giác này ABC vuông lại A rồi. Thì góc A 90 thì góc B cộng góc C là 90. Như vậy có góc B là 23 độ rồi. Thì góc C xấp xỉ là 90 độ trừ góc B. B là 23 độ. Vậy 90 90 độ trừ 23 độ bằng lấy 90 trừ cho 23 bằng 67 độ. Rồi, tiếp. Tính các tỷ số lượng giá của góc B. Biết cosin góc B là bằng 0,6. Tỷ số lượng giá của góc beta này đọc beta nha các bạn. Tính các tỷ số lượng giá của góc beta, biết cosin góc beta là 0,6. Như vậy là tỷ số lượng giá của nó là gồm có 4 tỷ số lượng giá là sin, cosin, tan, cotan. Và biết cotan cô bằng biết cosin rồi nha các bạn. Như vậy mình chỉ còn tính là sin của góc beta, tan của góc beta và cotan của góc beta thôi. Nhớ bạn. Chúng ta có cái công thức tiếp theo nữa bạn. Sin mũ 2 góc beta cộng cosin mũ 2 góc beta bằng 1. Vậy đây có cosin rồi. Vậy mình sẽ tính được sin. Nhớ bạn. Như vậy là cộng này chúng ta chuyển trừ. Nhớ bạn. Các bạn có thể nếu có thể thay một bước cũng được. Đây là mình suy ra. Sin góc beta, sin mũ 2 góc beta sẽ bằng 1 trừ cosin mũ 2 của góc beta. Sin mũ 2 góc beta cộng cosin mũ 2 góc beta bằng 1. Thì suy ra sin mũ 2 góc beta sẽ bằng 1 trừ cho cosin mũ 2. Vậy suy ra sin của góc beta sẽ bằng căn bậc 2. Cái này là do đây mũ 2 nữa bạn. Thì sin góc beta bằng căn bậc 2 của 1 trừ cosin góc beta. Mình sẽ lấy số vô. 1 trừ cho 0,6 mũ 2. Này mấy bạn bấm máy tính ra là 0,8. Nhớ bạn. Bấm máy tính nè. Căn bậc 2 của 1 mũ 2 trừ 0.6 mũ 2 bằng, chuyển sang số phân là bấm phím này nè, 0,8. Nhớ bạn. Có sin rồi, sin beta rồi, có cosin beta rồi. Bây giờ mình tính tan của góc beta. Tan góc beta sẽ bằng, mình có công thức mới là bằng sin của góc beta chia cho cosin của góc beta. Sin góc beta là bằng 0,8. Cosin của góc beta là 0,6. Mấy bạn bấm máy tính ra được là 4 phần 3. Còn cotan của góc beta, nhớ bạn, nó sẽ bằng nghịch đảo của góc beta là bằng cosin của góc beta trên sin của góc beta. Nó sẽ bằng 0,6 trên 0,8 là bằng 3 phần 4. Nhớ bạn. Rồi câu số 8. Tính giá trị của biểu thức. Nhớ bạn. Vậy là nó tới từ cosin mũ 2 1 độ cho đến cosin của 89, cosin mũ 2 89 độ. Như vậy là cô bắt cặp nhớ bạn. 1 độ với 89, 2 độ với 88, 3 độ với 87. 3 độ với 87 vân vân. Nhớ bạn vân vân nè. Mình ghi đen 83 độ với 3 độ với 87 cũng được nè bạn. Vân vân. Đến là 44 độ với 46 độ. Rồi chính giữa còn lại là 45. Nhớ bạn. Trừ 1 phần 2. Nghĩa là đây 1 độ cho đến 89 này thì bắt cặp. 1 độ với 89, 2 độ với 88, 3 độ với 87, 4 độ với 86, vân vân. Cho đến 44 độ với 46. Nghĩa là hai đảm bảo hai này lại cộng lại là 90 nè bạn. 1 cộng với 89 là 90. 2 cộng với 88 là 90. 4, 4 cộng 46 90. Còn 45 là có một số 45 thôi. Độ thôi. Nên anh đứng anh trừ cho 1 phần 2.
Rồi tiếp nữa bạn. Mà cosin của 89 độ sẽ bằng sin của 1 độ, tại vì 1 độ cộng với 89 độ nữa bạn. 1 độ cộng với 89 là bằng 90. Mà hai góc này phụ nhau thì cosin sẽ bằng sin. Cosin của 1 độ giữ nguyên nè, cosin mũ 2 1 độ giữ nguyên. Còn cái này nữa bạn. Nghĩa là cosin 89 độ sẽ bằng sin của 1 độ. Tại vì 89 độ cộng với 1 độ là bằng 90 độ. Cho nên cosin 89 độ sẽ bằng sin của 1 độ. Mã này mũ 2. Em ghi mũ 2. Tương tự vậy cosin của cosin mũ 2 2 độ giữ nguyên. Cái này 88 độ cộng 2 độ sẽ bằng 90 độ. 88 độ cộng 2 độ chính bằng 90 độ, có nghĩa là cosin 88 độ sẽ bằng sin của 2 độ. Cosin 88 độ bằng sin 2 độ, rồi mũ 2 giữ nguyên. Tương tự cosin mũ 2 44 độ giữ nguyên. 46 độ cộng 44 độ là 90 độ. Thì cosin 46 độ sẽ bằng sin của 44 độ, mũ 2 giữ nguyên. Còn cosin của 45 độ sẽ bằng căn 2 trên 2. Các bạn bấm nè. Cosin của 45 độ bằng là căn 2 trên 2. Nhớ bạn, căn bậc 2 của 2 trên 2. Mà ở đây có mũ 2 nữa bạn, cho nên đây mũ 2 trừ 1 phần 2. Như vậy hai cái này nữa bạn, nãy cô nói rồi. Còn mình có công thức là sin mũ 2 beta cộng cosin mũ 2 beta sẽ bằng 1. Như vậy cái này mũ 2 cosin mũ 2 1 độ cộng với sin mũ 2 1 độ là bằng 1. Cái này cũng bằng 1, cái này cũng bằng 1. Vậy từ 1 cho đến 88 sẽ có 88 số. Vậy là có 44 cặp số. Vậy đây là một cặp là một, một cặp, một cặp. Vậy 44 nhân với 1 là 44. Còn này là ra là bằng 1 phần 2 nè bạn. 1 phần 2. Các bạn bấm cái này ra là bằng 0 nè. Bấm này ra bằng 0. Nhớ bạn, chỉ còn lại cái bên đây là cặp này bằng 1, cặp này bằng 1, cặp này bằng 1. Mà có 44 cặp như vậy. Nhân vậy là 44. Như là cô vừa hướng dẫn xong cái video là hướng dẫn xong cái chuyên đề là hệ ức lượng trong cái nhất vuông. Nhớ bạn. Rồi, các bạn nhớ đăng ký kênh để được xem các video hướng dẫn ôn tập một cách nhanh nhất nha. Chào các bạn và gặp lại ở những video khác. Chúc các bạn học tốt.